Bạn của mình đi chơi với bồ rồi thì mình sẽ làm review hai con mấy phim cực kỳ. Con thì chắc không có thời gian đâu, mình sẽ chỉ review một con thôi. Nhưng mà mình sẽ giới thiệu hai con để các bạn biết lịch trình sắp tới mình sẽ nói đến những con nào. Đầu tiên á là con Point Shoot quốc dân luôn, con Point máy Point Shoot mà gần như là đi đâu cũng thấy, đi đâu cũng có hết. Nó là một con dòng máy kiểu quá nổi tiếng rồi. Khi mà nhắc đến Point Shoot, mà bạn thấy nên trên những group chụp phim á, cũng như là những người nổi tiếng cũng xài những con này nha. Đây là con Olympus Miu ha, Miu 2, còn của mình là Miu 1 hay sao á. Đây là một con Point Shoot mà gần như là phải gọi là gì ta, nó đã xuất hiện từ thời đầu mà những cái lúc mà cái trào lưu phim rộ lại rồi đó. Từ lúc mà khi mà rộ lại là cái con này cũng hot lên theo rồi, và thời gian đó thì nó cũng khá là mắc. Và gần như là không có con màu đen đâu nha, mình thấy tại cái bản màu bạc hoặc là màu vàng không à. Đợi được, mình bị lạc đề chút xíu. Và cái thứ hai á là con máy này hơi nặng, mình sẽ để xuống góc khác. Rồi đây là con máy mà mình không nghĩ là mình sẽ có tiền để mua luôn á, tại vì nó thuộc dạng là dòng cao cấp mắc tiền rồi. Bạn thấy không, gói cho một cái hộp rất là xịn sò ha, và rất là gọn. Đây là cái điện thoại của mình này, nó nhỏ hơn rất là nhiều luôn. Thì thường thường mà kích cỡ nhỏ như thế này á, thậm chí nó còn nhỏ hơn cả cái con Miu luôn, nhỏ hơn nhiều luôn á. Thường mà kích cỡ nhỏ cái này á, người ta sẽ nghĩ đó là dòng hard frame, nhưng không, con này là phim 35 nha, full frame luôn, siêu đẹp luôn, các bạn thấy chưa. Xin giới thiệu các bạn, đây là con Rolei 35. Và nó mắc lắm nha, mắc hơn một những cái phiên bản khác, tại vì nó có dòng chữ nhỏ ở đây nè, không biết bạn thấy được không, nhưng là Made in Germany. Đó, nhỏ xíu như vậy đó, và là công nghệ của Đức á. Không tin nổi ha, nhỏ như vậy nhưng mà lại là một con máy phim khổ 35. Cho nên là 7 phát frame thôi nha. Và chụp rất là xịn sò luôn. Theo bạn thì mình nên review con nào trước ta? Hình ảnh từ con Miu này hay là con Rolei P35 này? Cả hai con đều ngon hết, hai con đều kiểu hai style khác nhau mà. Nhưng mà chắc mình sẽ để con này vào một dịp khác, tại vì review hướng dẫn con này siêu khó luôn. Nó rất là phức tạp, nó gồm qua nhiều bước lắm mới chụp được. Để mình ví dụ cho một cái ha. Bây giờ mình muốn chụp á, mình phải đưa ống kính này về cái vị trí chụp là phải đè nút ha. Mà xoay nó ra, kéo ống kính ra. Và mỗi lần mà mình muốn cất cái ống kính này vô á, mình phải lên cò thì mình mới có ống kính được. Có nghĩa là cò nó lên sẵn rồi nè. Quay vào vị trí mà on nha, vị trí mà có thể chụp được á. Trời ơi, siêu phức tạp luôn. Chỉnh thông số trên này luôn, nó nhỏ gọn như vậy nè. Như trò chơi á, có đo sáng mà không cần xài pin luôn. Rồi, còn khi mà muốn tháo ra, mỗi lần mà muốn tháo ra đúng không, là mình sẽ tháo nguyên một cái phần bát này luôn nè. Wow, bỏ phim vô đây luôn, nhét phim vô đây nè, để lại. Và đây là nguyên một cái phần rời nữa luôn ha, em bỏ nút nhấn như thế này. Và khi lắp lại cũng phải cẩn thận là có đúng cái khớp chưa nè. Nếu mà bạn mình ở đây chắc là sẽ phát hoảng, tại vì có thể chật khớp. Ok, may quá, đúng khớp rồi. Có cả ngàm gắn flash, Hotshoe gắn flash luôn nha. Nó là một con quái vật đúng nghĩa luôn, có nghĩa là với kích thước nhỏ như vậy mà nó không thiếu một cái gì. Nó sáng, chỉnh tay toàn bộ, tóc khẩu ISO, có cả ngàm flash mặt lách Hotshoe luôn, quá xịn. Nhưng mà nó sẽ hơi khó sử dụng đối với những bạn nào mà làm quen với kiểu gọi là lấy nét mà phải bằng zone focus á, tại vì con này không có điểm vàng, không có cái biểu thị lấy nét đâu, bạn phải tính dùng khoảng cách tự nhẩm nha. Nên khả năng ao mà không quen thì rất là cao. Thì con này sẽ để cho một ngày khác ha. Bây giờ mình sẽ nói cho con Miu đi. Khá là ít những cái dòng Miu này, tại vì nó là point shoot mà đúng nghĩa, mà mình móc trong túi ra, dùng hai ngón mình chụp xuống, bắt đầu mình lên chụp được rồi. Phát bật ra cũng dễ thương quá ha. Các bạn có biết không, nếu mà mình gặp cái phát này lại thì nó cũng đóng vô luôn, một trong những cơ chế bảo vệ của nó đó. Nếu bạn cần một con máy ảnh point shoot mà kiểu như là chống chịu thời tiết nè, có thể dễ dàng chụp mà không cần phải suy nghĩ về thông số hay cài đặt gì hết, thì Miu là lựa chọn hàng đầu.
phần lớn nha, mà các bạn nào mà hỏi mình recommend point shoot á thì mình chỉ có recommend hai dòng thôi, một là dòng Pentax SPO có nhiều mã lắm, và thứ hai là Olympus Mu này, tức là những con rẻ thôi ha, con mà dưới 2 triệu quay đầu thôi. Chứ mà những có tiền, khi mà có tiền mà đụng tới mấy con cao cấp hơn như là con Stax hay là Tiara thì khỏi nói rồi. Nhưng mà chỉ nói xoay quanh con này dưới 2 triệu thì ngon nhất tầm đó. Wow, không có tripod á, cầm tay quay kiểu này mỏi tay ghê luôn. Mình sẽ có được một cái tiêu cự zoom là từ 35 tới 70. Cái nút zoom như này luôn nè. Zoom in, zoom out luôn nè. Đó. Tất cả các nút mình điều khiển chỉ cần ngón trỏ này, zoom in, zoom out, lấy nét, trời chụp thôi. Cực kỳ dễ dàng, ai cũng có thể sử dụng được. Và cũng như những đặc điểm chung của cái dòng phone suốt khác á, là cái tiếng chụp rất là nhẹ. Nghe nè, một tấm rồi đó, hai tấm rồi đó. Tất nhiên là không có phim rồi, nếu có phim thì mình đâu có chụp kiểu như vậy đâu, mình đâu có phải kiểu nhà giàu đâu. Khi không cần chụp, gặp lại, cất vô. Mình thề luôn á, hướng dẫn sử dụng con này gần như là không có gì luôn. Tại vì cơ bản chỉ bạn kéo ra, giơ lên, canh góc, nhấn nút, chụp, siêu dễ luôn. ISO thì bỏ vô lắp phim nó tự nhận luôn rồi. Nếu mà lắp phim fail á, nó sẽ báo lỗi error liền. Có nghĩa là bạn sẽ không thể mà chụp được nếu mà lắp phim fail. Chỉ mở ra, lắp lại vị trí, xong rồi nghe nó tí, nó tua vào là xong. Nên không lo chuyện mà tuột phim với những con máy như thế này. Bây giờ mình đi vào hình ảnh chụp từ con này đi. Thấy sao? Cái bộ ảnh đó là mình chụp ở vụ garden á và dùng cho kiểu chụp cưới. Thì nếu bạn thấy thì nó sẽ có một cái kiểu mà bị glowing lên như vậy. Là do cái đó không phải là do mình sử dụng filter hay là hậu kỳ gì đâu. Mà mình đoán á là do chất lượng kính của con này nó đã gặp vấn đề một tí ha. Nó bị cái lớp sương ám mờ như vậy á, có thể là bị bên trong hoặc là trong điều kiện thời tiết lúc đó mình không rõ. Cái này mình sẽ kiểm tra lại với một cuộn khác, nhưng mà khả năng cao thường á, thường những cái trường hợp mà hình ra như vậy là do kính. Bên ngoài thì nhìn ok hết, nhưng mà sau khi chụp ra test thì có một cái lớp glowy như vậy. Cá nhân của mình á, thì sẽ là thích ha. Mình thích có một cái lớp đó để mình đỡ phải xài mấy cái filter Romix, đỡ phải xài mấy cái filter Lakmix để ra được cái mood kiểu mơ mộng á. Mơ mộng kiểu Hàn Quốc hay là kiểu thần tiên á. Tại vì nó rất là hợp với phong cảnh mà kiểu ở Vũ Garden là kiểu cây cối nhiều á. Nhưng mà đối với chụp dịch vụ á thì người ta mong chờ kiểu ảnh phải nét hơn, đẹp hơn. Tại vì bản chất những cái dòng Miu này á chụp ảnh ra siêu nét, màu siêu đẹp luôn. Cực kỳ ngon luôn. Cái tại vì cái auto nó ngon quá và gần như là không có khái niệm ao nét với con này luôn. Đó, mình phải khen tại vì nó được một thời gian dài được lựa chọn là những cái con point shoot quốc dân là có lý do hết. Tại vì nó dễ sử dụng, nó quá ngon đi và ai cũng có thể cho ra những tấm hình đẹp với những con Miu này. Nhưng mà riêng với cái phiên bản mà mình đang test thử á thì nó bị cái vụ lớp kính đó. Cho nên là mình không rõ là do điều kiện hấp hơi, do mình kiểu từ trong chỗ máy lạnh ra ngoài nắng nóng nó bị như vậy không, hay là do chất lượng kính nó bị như vậy. Nên mình test thêm một cuộc rồi mình nói lại sau ha. Thì trước mắt á, các bạn nghĩ sao về cái những hình ảnh chụp từ con này? Còn với mình ha, tại vì mình đã chụp những cái con Miu khác rồi, mình biết được cái màu nó đẹp cỡ nào và nó nét ra sao rồi. Thì bây giờ mình sở hữu con này kiểu như là vì rẻ đó, cũng như là test con này ra sao đó. Thì nó cũng đẹp ha, công nhận là cũng đẹp ha. Nhưng mà mình đã kỳ vọng sẽ được ảnh nét thôi. Nhưng mà không sao, bù lại thì mình cũng thích cái mood của cái việc mà có cái lớp Romix filter như vậy. Ok, lý của mình đã ngắn gọn thôi, chỉ là khoe máy. Còn review thì chắc để từ từ đi ha.